nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tình độ đại kinh giải diễn nguyện chủ giảng lão pháp sư tình không thời gian ngày 14 tháng 8 năm 2010 địa điểm giảng đường hoa nghiêm malaysia tập 115 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 135 Dòng thứ 5 từ dưới đến lên. Xem từ câu hóa hiện kỳ thân. Hóa hiện kỳ thân do như điện quang. Duy thức luận thập vân Thần lực nan tư Cố năng hóa hiện Chư Đại sĩ vị độ chúng sanh Hóa tác chủng chủng thân hình Hành động chi tốc Tự thiện diện quan Bồ Tát năng ư nhất niệm chi khoảnh Phổ trí tập vương quốc độ Tượng cúng hạ độ Bình đẳng phổ chiếu Diệt <Nhạc> vô ưu, liệt thân sơ giật ngã bị Thử chi phân Đến đây là một đoạn <Nhạc> Hai câu kinh văn này Thể hiện chuyện Hiển sư trụ Bố rộ chân sáng sổ Vô trụ sanh tâm trụ Như Kinh Bác Sinh Nhã đã nói Lão cư sĩ niệm tổ Đã trích dẫn hai câu Trong quyển thứ 10 Của Thành Duy Thức Luận Thần lực nang tư Cố năng hóa hiện Thần lực là thần thông lực. Pháp thân Bồ Tát đã chứng đắc tam minh lục thông. Hoàn toàn khôi phục năng lực của sáu căn. Mắt Có thể thấy khắp pháp giới Hư không giới Có nền thể nền thấy thấu triệt nguồn đáy các pháp Tức là thấy cội nguồn của hết thảy các pháp Từ pháp tướng Các ngài có thể tương. thấy pháp tánh à, ừ trong phần trước đã nói thông chư pháp tánh ngài chẳng có mảy may chướng ngại nào nói theo danh từ khoa học hiện đại từ thế giới diễn môn ngài có thể thấy khắp pháp giới hư không giới các nhà khoa học chẳng làm được còn pháp thân bồ tát thấy toàn bộ à, chẳng dùng máy móc ừ. đối với thế giới vi mô hiện thời lượng tử lực học đã thấy bản chất của vật chất bản chất của tất cả hết thảy vật chất là luyện tướng do ý niệm tích lũy liên tục các vị Phật Bồ Tát Vị nào cũng thấy rõ ràng Cũng chẳng dùng tới máy móc Lại còn có thể thấy ý niệm phát sinh như thế nào Trong hiện thời Các nhà lượng tử lực học Đối với những câu hỏi như Ý niệm cho đâu mà có Phát sinh như thế nào Vì sao nó có năng lượng to tác dường ấy vẫn chưa thể nói rõ ràng Trong Kinh Pháp giáo Đại, Đại Thừa Đức Phật đã giảng những điều này rất rõ ràng Quý vị thấy tầm nhìn sắc sảo hơn rất nhiều Chưa vậy phải biết Phật, Bồ Tát vì chúng ta thị hiện Những thứ giống như thế đều là bản năng Năng lực sẵn có của chính chúng ta Chúng ta vốn có Do vậy trong Kinh Hoa Nhiên Đức Phật đã đôi ba lượt bảo Hết thảy chúng sanh vốn là Phật Hết thể chúng sinh, vốn đã thành Phật Trong kinh Đức Phật luôn nói những lời này Thật vậy chẳng giả Vì sao biến thành nông nổi này Trong kinh Hoa Nghiêm có một câu Chỉ vì vọng tưởng và chấp trước mà không thể chứng đắc Phiền phức của chúng ta ở ngay chỗ này nếu chúng ta có thể buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, trừ bỏ chúng, trí huệ và đức tướng của chúng ta sẽ hoàn toàn giống như phật thần lực chính là năng lực tức là năng lực của sáu căn mắt có thể thấy tai có thể nghe mũi có thể ngửi lưỡi có thể nến thân có thể đụng chạm cảnh giới đều là thấp pháp giới hư không giới năng lượng to lớn cần ấy chẳng thể nghĩ bàn. Các nhà khoa học hiện thời cho biết, niệm lực của con người, tức là tâm thái có năng lực vô cùng to lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Con người dẫu mắc bệnh rất nghiêm trọng Vẫn có thể dùng niệm lực Để khôi phục bình thường Có năng lực to tác dường ấy Các nhà khoa học cũng nói Năng lượng của niệm lực Nhất là ý, ý thức tập trung <laughs> ý thức tập thể Chẳng phải là một người Mà là cả một nhóm người Tới mấy chục người Hoặc mấy trăm người Mọi người cùng nhau tập trung ý niệm Các nhà khoa học nói Sức mạnh ấy vô cùng to lớn Có thể biến đổi hoàn cảnh Tiến sĩ Giang Bổn Thánh của Nhật Bản đã làm thí nghiệm đời Hồ Tỳ Bà ở Nhật Bản. À Ai đến Nhật Bản chơi, là, tôi tin tưởng người ấy nhất định sẽ thấy đến thấy thăm đó. cái hồ lớn này. Hồ này rất lớn, hồ giống như biển cả. Hồ này... Trong hồ có một eo biển À eo Tài biển ấy biến thành Sush. chỗ nước tù động Chị Hình như nước chẳng lưu thông đã hơn 20, 20 năm Nước ấy rất bẩn thỉu, à Tức là nước trong cái eo biển nhỏ ấy rất dơ bẩn Mùi rất và khó ngửi à, Tiến sĩ chàng Bồn Thắng dẫn hơn 100 đại người đại thỉnh một vị lão pháp sư ông ta bảo tôi vị pháp sư ấy là một vị lão hòa thượng hơn chín mươi tuổi xuất lãnh hơn một trăm người đại khái có chừng một trăm năm mươi hay sáu mươi người cầu nguyện tại eo biển ấy cầu nguyện rất đơn giản Yêu cầu mọi người trong thời gian cầu nguyện Họ cầu nguyện suốt một giờ Trong một giờ ấy Hãy buông xuống tất cả Hãy ý niệm Tức là chuyện gì cũng đều trở nên nghĩ tới Dùng tâm thanh tịnh Chỉ nghĩ đến một chuyện Nghĩ nước trong hồ ấy đã sạch Miệng cũng nói Nước hồ đã sạch rồi mọi người cùng nhau nói, cùng nghĩ như vậy. quý vị thấy cầu nguyện đơn giản như thế này, nước trong hồ sạch sẽ, nước trong hồ sạch sẽ, ta yêu mến ngươi, nước trong hồ đã sạch lâu rồi. nói một câu như vậy, đối với nước trong hồ nói suốt một giờ như thế, rồi rời đi. ba ngày sau, nước hồ thật sự trong sạch, chẳng còn ngửi thấy mùi nữa. Tin tức này được giới thông tin và TV Nhật Bản loan tin. Rất chẳng thể nghĩ bàn, thật sự sạch sẽ, giữ được bao lâu, giữ được nửa năm. Ông Giang Bổng Thắng kể cho tôi nghe câu chuyện ấy. Tôi bảo ông ta, tốt nhất là quý vị cứ hai tháng cầu đảo một lần. Nước trong hồ sẽ diễn diễn trong sạch. Quý vị thấy kỳ đảo một lần bèn giữ được nửa năm. Nếu hai tháng cầu nguyên một lần, chẳng phải là nước hồ sạch suốt năm hay sao? Cuộc thí nghiệm ấy đã ban cho chúng ta một khải thiện rất lớn, mà cũng là dùng sự thật để chứng tỏ những lý luận của các nhà lưu tử lực học. Tức là, sức mạnh của ý thức tập thể rất lớn có thể biến đổi hoàn cảnh hiện thời địa cầu xuất hiện bất ổn quý vị thấy khắp nơi núi lửa bùng nổ lục lụi hạn hán nhiệt độ địa cầu tăng lên có cách nào để thay đổi hay không có chứ có thể khiến cho địa cầu khôi phục bình thường các nhà lượng tử lực học bảo chúng ta điều này. Họ có số liệu vô cùng khoa học. Họ dùng căn bậc 2 của một phần trăm dân số trên địa cầu để tính toán. Căn bậc 2 của một phần trăm toàn bộ dân cư trên thế giới, dân cư nói chung vẫn chưa tới 8.000 người căn bậc hai của một phần trăm mà nói cách khác nếu trên thế giới có tám ngàn người thật sự đoạn a tu thiện Uồn tham sân si mạng xuống học tập luân lý đạo đức Khởi tâm động niệm Tương ứng với hết thảy thiện pháp Những ác pháp hãy đều buông xuống Những tai nạn trên địa cầu đều đồng đồng chẳng còn nữa à, Lẽ ra tìm được 8.000 người như vậy chẳng khó Không à, nhất dịch, định, phải định, phải định, định phải ở cùng một chỗ, định, chỗ hoặc tập trung à, một chỗ, chẳng cần thiết. quý thích. vị ở ngay chỗ cư trụ của mình thực hiện à, là, là được rồi. À, thông qua hệ thống truyền hình, internet, giải à, tin, tìm 8.000 người như vậy, lẽ ra tìm người ghi danh à, tình nguyện chẳng khó khăn gì. coi à, xem chi. ai sẽ là người xứng à, xuất tình nguyện, à, ghi nguyện ghi danh, tên họ, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp. Yêu cầu người ấy thật sự quay đầu là bờ Nhà Phật nói Buông tham sân thang si mạng như xuống à, Lại còn có truyền thống Trung Quốc truyền. làm duyên Buông quan hận não, nộ phiền não xuống à, Khiến cho tâm địa trở về thuần tịnh, thuần thiện Tốt nhất là có thể thực hiện đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo một trăm phần trăm trên cả thế giới có tám ngàn người như vậy thế giới bèn được cứu giảm do vậy ở đây okay, chúng tôi chịu hiểu các đồng học tịnh công chúng ta chúng ta tới thế gian này để làm gì đến hành bồ tát đạo tới cứu khổ cứu nạn Quý vị thấy thế trên thế giới tai nạn, đa nạn, đa nạn đa nhiều đa ngần ấy không Chúng không ta thấy? có chịu phát tâm hay không? Các nhà lượng tử lực học đã nêu ra đề nghị như thế Chúng tôi cảm thấy rất có thể thực hiện được các đồng học tịnh tông đã quy y tam bảo hãy nên buông xuống cái tôi buông tự tư tự lợi xuống Chúng tôi giảng kinh đã nhiều năm ngần ấy Khuyên mọi người buông xuống 16 chữ Tiếng tâm lợi dưỡng Tự tư tự lợi Ngũ dục lục, lục trần Tham sân si mạng Tôi nói 16 chữ ấy

Trước khi tôi đến, tại Hương Cảng cũng triệu tập hơn 100 đồng học tịnh Tông. Cùng nhau phát nguyện tu lục hòa kính Cũng là do ý nghĩa này. Trên quả địa cầu này có 8.000 người có thể thật sự tu lục hòa kính. Thật sự buông tự tư tình lợi kiến tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần Tham sân si mạng xuống Sẽ có thể hóa giải tai nạn Địa cầu được cứu Đó chính là nói Thật sự có hơn 8.000 vị Bồ Tát giáng hạ Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ, cứu nạn, Hiện thời trên địa cầu có khoảng 65 ức người 8.000 người như vậy Có thể tự nhiên ta trên địa cầu hay không? Người đông ngần ấy đều đang tạo nghiệp Đều đang làm ác Chỉ dọn dẹn 8.000 người tu thiện có hữu hiệu hay không? Có đồng học hỏi tôi Tôi trả lời Có thể hữu hiệu vì à sao tôi nói có, có thể hữu hiệu Chúng tôi nhớ cổ nhân trình. Trung Quốc có một câu thành ngữ Có thể giải thích vấn đề tháo gỡ nghi, nghi hoặc này à, giải thích cái Câu thành ngữ ấy là <laughs> Tà chẳng thắng chánh <laughs> Hơn 60, tức 60 người, có người có tư tưởng tà Ngôn hành tà tà chi tà tri, tà hành tám ngàn người ấy là chánh chi chánh thi. Tuy là chánh chi chánh ta chẳng thể người là chánh Ý thức của tám ngàn người ấy Có chánh chuyển biến tai nạn ngàn người ấy giới Chúng ta có bằng lòng làm hay không à, cảm giác, rất, rất, Bằng lòng hiện. làm Thì phải à, thật sự phát và... tâm Phải thật sự trừ bỏ tự tư tự lợi Đừng hằng ngày trong cúi nghĩ chuyển kiếm tiền Nghĩ chuyển là. kiếm à, tiền Tai nạn bèn đưa tới rồi. Tiền đưa tới à, Thì tai nạn cũng theo tiền Mà cũng sống tới Chúng ta chẳng cần Tiếng tâm lợi dưỡng thay đều buông xuống Mỗi ngày ba bữa cơm ăn được no Quần áo đủ mặc Có nhà nhỏ để che mưa đục gió là đủ rồi chất tước thường là à, thứ gì cũng chẳng là... mong cầu cầu thế giới hòa bình cầu xã hội hài hòa chúng ta thấy đề nghị của các nhà lượng tử lực học bèn thí nghiệm xem có thực hiện được hay không xem có hiệu quả hay không chuyện này nếu có người liên lạc thống kê ghi danh đầu tiên Xem thử cả thế giới có được 8.000 người ghi danh hay không Xem thử có ai thuộc tịnh Tông Học Hội có hứng thú làm chuyện này Đứng ra dẫn đầu hay không Vì tôi thấy thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thăng tại Hồ Tì Bà Tôi cảm thấy chuyện này rất có thể thực hiện Quý vị thấy phạm vi của Đông Kinh to cỡ nào Bao nhiêu kẻ tạo nghiệp Vậy mà một trăm mấy chục người Đại khái là hơn một trăm năm mươi người Cầu nguyện một giờ Bèn có thể sanh ra hiệu quả to lớn như ấy Thật sự có tám ngàn người hồi đầu hướng thiện Sức mạnh ấy quá lớn Tôi tin tưởng ý thức tập thể sẽ có khả năng Lời các nhà khoa học lượng tử nói chẳng thể là giả Đáng để thí nghiệm một phê. đây là nói về thần lực nam tư thần lực của mỗi người chính là năng lực của sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý gọi là lục thông tức là thiền nhãn thông thiên nhị thông tha tâm thông túc mạng thông thần túc thông lậu tận thông Họ đã khôi phục, đó, đó khôi phục các năng lực ấy Vì thế có thể hóa hiện Họ có năng lực ấy Có thể đối với khắp pháp giới hư không giới Chúng sanh có cả Họ có thể ứng Nên dùng thân gì để độ Bèn hiện thân ấy Hoàn toàn là Thuận theo tâm của chúng sanh Ứng với khả năng nhận lãnh của họ khi các vị Bồ Tát ấy Quá hiện các trong thứ Có khởi tâm động niệm hay không Chẳng có Quyết định chẳng khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm còn không, không có Đương nhiên Lại càng chẳng thể có phân biệt chấp trước Quá hiện trong nhân gian Như Thích Ca Mô Ni Phật thuở ngài tại thế ứng hiện trong thế gian này thích ca mong ni phật suốt đời có đọc một niệm hay không không có chẳng khởi tâm chẳng động niệm chẳng khởi tâm động niệm vì sao có thể thị hiện vì sao có thể giảng kinh có thể thuyết pháp vì chúng ta Ngài biểu diễn trong thế gian này Suốt 80 năm Từ thuở lão nhân gia giáng sanh Cho đến khi viên tịch Là 80 năm Đó là chuyện chẳng thể nghĩ bàn trong Kinh Phật có một thuật ngữ là Pháp nhĩ như thị Nghĩa là Ngài vốn là như vậy Xác thực chẳng khởi tâm động niệm Nếu khởi tâm động niệm Bèn là phàm Phu Chẳng phải là Phật Bồ Tát Đó mới gọi là Nang Tư Quý vị đọc tiếp lời giải thích của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ chư đại sĩ dị độ chúng sanh câu này nói về sự cảm ứng của chúng sanh chúng sanh có cảm thì các ngài có ứng đối với cái thân này và ý niệm chúng ta coi như bên trong cái thân này bèn có tinh thần tức là có thọ tưởng hành thức thân thể của chúng ta là đài phát sóng mà cũng là đài thu sống Chư Phật, Phật như lai dẫu ở trong thường tịch quan Trong cõi thường tịch quan chẳng có thân thể à, Mà cũng chẳng thần. có hiện tượng tinh thần Các ngài wow. là lý thể của dạng sự, dạng pháp à. Các ngài Thánh. có thể Thánh. tiếp thu hay không? có thể có thể phát sóng có thể các ngài thực hiện chính là phát, phát sóng trong ý niệm của chúng ta chúng ta gặp khó khăn cầu phật cầu bồ các tát niệm ý niệm ấy bất luận là hữu ý hay vô ý hữu tâm hay vô tâm các ngài đều thu được toàn bộ. ý niệm cực kỳ của bản thân chúng ta chẳng thể cảm nhận được nhưng các ngài đều thu được các ngài cũng là một trạm, giống như là một tổng trạm, còn chúng ta là các phân trạm ở các nơi. Trấn toàn thể vũ trụ giống như một mạng lưới liên lạc, giống như mạng internet hiện thời. Nhưng tốc độ nhanh hơn internet rất nhiều, chẳng có cách gì so sánh được. Sống điện từ và sống ánh sáng đều chẳng có cách nào sánh bằng. Quý vị thấy trong Hoàng Nguyên Quán, Hiền Thủ Đại Sư đã căn cứ trên giáo nghĩa Hoa Nghiêm mà bảo. Bất luận vật chất hay tinh thần đều có hiện tượng dao động. Bản thân đã có thể tiếp thu, lại có thể phát ra. tốc độ à, nhanh. rất nhanh. Trong phần thị tam biến, Ngài đã Trung bảo trọn, pháp khắp, giới. Giới. Động, trọn khắp pháp giới, niệm vừa mới động bèn trọn khắp pháp đúng. giới. Tốc độ Trong ấy nhanh lắm. À, Vì sao? Ta nó xứng xin. tánh. Tánh à, xin. không có không thời, không thời gian. Không có không gian, chẳng có không gian. Chẳng có thời gian Bèn không có trước sau Chẳng có không gian Bèn không có xa gần Vì vậy niệm vừa đồng Toàn bộ đều biết Khắp pháp giới hư không giới đều biết Phật và các đại sĩ Đại sĩ tức là Pháp Thân Bồ Tát Thuộc 41 địa vị các ngài ở trong cõi thật báo trang nghiêm Chư Phật như lai trụ trong thường tịch quan tình độ Đều có thần thông và đạo lực viên mạng chúng ta học phật không có gì khác mục tiêu chung cực của học phật chính là mong thành phật thành phật có gì tốt đẹp trí tuệ đức năng và tướng hảo của chúng ta đều khôi phục toàn bộ minh tâm kiến tánh chúng ta cũng có năng lực giống như các ngài có thể hóa hiện biến hóa đủ mọi thân hình trong ở khắp pháp giới hư không giới. chưa vậy phải hiểu pháp thân bồ tát không có tướng, không có thân tướng mà có thể hiện hết thảy thân tướng. đối với một thân tướng chúng ta gặp trước thân tướng ấy sẽ chẳng thể biến ra thân tướng thứ hai. Chúng ta có thể biết vì, bình, bình, vì bình sao chẳng, chẳng thể biết được Do chấp trước tướng này là ta Trừ tướng này à, ra bèn chẳng phải là ta Làm lỗi à, ở chỗ thì này Phó vì thế tu hành trong nhà Phật Điều đầu tiên là cái phá cái ải này Đó là gì? Thân kiến à, Chẳng còn chấp trước thân này đều là, đều là đều chính đều mình đều Đó là quán. cái ải đầu tiên Phá được cái ải này Quý vị mới thật sự tiến nhập Phật môn Trong tiểu thừa Người như vậy gọi là Tu Đà Hoàng Trong Đại Thừa Theo Kinh Hoa Nghiêm Đó là Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính Trong thập tính vị Ta chấp trước cái thân này là ta Sẽ chẳng vào được lớp 1 Cửa nẻo này rất khó bước vào Không còn chấp trước thân này là ta Sẽ bước qua cửa ngõ ấy Thần kiến đã phá rồi Phá biên kiến Biên kiến là gì? Đối lập Các nhà khoa học nói tương đối luận Thì tương đối chính là biên kiến Cũng tức là như trong Phật Pháp đã nói Trong tự tánh Tuyệt đối chẳng có đối lập Bước vào cửa phải trọn đủ điều kiện này Quý vị thấy chúng sanh và Phật là đối lập Mê và ngộ là đối lập Xa và gần là đối lập Trước và sau là đối lập Trước sau đối lập Thời gian đã xuất hiện Xa gần đối bên lập đối không gian đã xuất hiện, hiện Toàn là thật giả thật. Cho đâu mà có đi Phát sinh từ biên kiến Chỉ cần quý vị à, có biên kiến bên Sẽ bên có những bên thứ bên ấy bên bên Đã phá trừ à, biên kiến bên Chúng chẳng, chẳng còn nữa Đối à, với 5 năm cái nhìn sai lầm ấy Hàng tiểu thừa sơ quả đều buông xuống Tuy buông xuống Vẫn chưa triệt để đến khi nào sẽ triệt để buông xuống đạt đến sơ trụ bồ tát à, cũng có nghĩa là sơ quả và địa vị sơ tính trong đại thừa bắt đầu buông xuống buông xuống một phần được lợi ích một phần buông xuống hai phần được lợi ích hai phần buông xuống mười, mười phần được lợi ích mười phần ấn Quang đại xa sư xa nói như vậy đó à, phủ, học phật trong quá khứ chuyên gia đại sư bảo tôi Phương pháp tuyệt diệu để phạm phu thành Phật là gì? Chính là buông xuống, thấy thấu suốt. Buông xuống, thấy thấu suốt là liễu giải chân tướng sự thật. Buông xuống, bèn tiếng cao hơn, cảnh giới được nâng cao hơn. Phương pháp tiến từ sơ phát tâm đến địa vị như lai là như thế. Trước hết bắt đầu bằng buông xuống oh, buông, buông xuống một chút lên. Quý vị thấy thấu suốt càng sâu hơn Sau đó cái thấu lại giúp quý vị buông xuống Buông xuống lại giúp quý, hành quý hành vị thấy thấu xuống Giúp nhau thành tựu từ sơ phát tâm đến địa vị như lai Đó là tiền tu Trừ bỏ dần dần Giống như lên lầu cao 51 tầng cấp Bồ Tát. Tầng thứ 52 là cấp thứ 52. Địa vị 52 chính là địa vị dị Diệu dị giác. Đó là địa vị Phật viên mãn. À, là thường tịch quang, 51 cấp Bồ trước hết là thập tính thuộc trong 10 pháp giới. Chưa thoát khỏi 10 pháp giới, xu trụ thoát khỏi 10 pháp giới. Từ sơ trụ trở lên là 41 địa vị pháp thân đại sĩ Gồm thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác 41 vị vị ấy trụ ở đâu? Trụ trong cõi thật báo trang nghiêm Các vị pháp thân đại sĩ ấy Ở đây nói là chư đại sĩ Các ngài là pháp thân đại sĩ trí huệ thông, thần thông cầu. đạo lực và tiến hảo của các ngài đều viên mãn chỉ cần chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới có cả các ngài bèn ứng chúng ta tưởng phật niệm phật các ngài bèn ứng chúng ta mỗi ngày niệm phật hàng ngày tưởng phật hình như chẳng có cảm ứng đây là do nguyên nhân nào cha đại sư chẳng đợi tôi hỏi chuyện ấy ngài biết tôi hoài gì nên chủ động giảng cho tôi biết Ngài nói khi anh cầu mà không có cảm ứng Chẳng phải là không có cảm ứng Mà là vì bản thân anh có nghiệp chướng Nghiệp chướng của anh quá nặng nề nên. nên sự cảm Phật Bồ Tát Bị nghiệp chướng của anh chướng ngại Vậy thì phải làm sao Sáng trừ nghiệp chướng Chướng ngại chẳng còn nữa Khi ấy, à, Ngài dạy tôi một câu, câu Trong cửa nhà Phật có cầu ác bí. ứng Này chúng, chúng ta cầu cho quả địa cầu này Chẳng nảy sinh tai nạn. nạn Có thể ứng, ứng hay không? Nên. Có thể ứng à, chúng, chúng ta còn mong, mong những cung cầu vận hành trong không gian chẳng lệch khỏi quỹ đạo. đạo Có thể nên làm nên được hay không? Có thể làm được Sức mạnh ấy to lắm Có cầu ác ứng Chúng ta phải có tính tâm Lão nhân chẳng lừa gạt người khác Tôi học Phật lúc 26 tuổi Chuyên gia đại sư 65 tuổi Vị lão nhân một tuổi ông nội lẽ nào gạt tôi Chẳng có lý do gì để lừa tôi Cho nên phải tin tưởng Phật lại càng chẳng à, thể gặp người Về căn bản Đức Phật chưa hề khởi tâm động niệm Lẽ đâu à, Ngài lừa đúng người đúng Chúng đúng ta phải thật sự tin tưởng à, Quý vị thấy Ngài vì độ chúng sanh Độ đúng là đúng giúp đỡ đúng. Vì giúp đỡ những chúng sanh à, khổ nạn à, Mà hóa ra các thứ đúng thân đúng. hình đó là thuận theo tâm chúng sanh Ứng với khả năng lãnh hội của họ Hành động trí tốc Tự kiểm trả quan Dùng chi chớp làm tỷ dụ Chỉ có thể tỷ dụ phản phức Trên thực tế Dùng bất cứ thứ gì Vẫn đều chẳng thể sánh bằng tốc độ ấy Vì sao? Tất cả hiện tượng vật chất trong thế gian này Chẳng có cách nào sánh bằng sự dao động trong tự tánh Vì dao động trong tự tánh cực kỳ chi tế Sự dao động của nó lập tức truyền khắp pháp giới hư không giới. Hiện thời chúng ta biết Trong các hiện tượng vật chất Tốc độ lớn nhất chính là tốc độ ánh sáng Trong một giây ánh sáng đi được 30 dạng cây số Các nhà thiên văn học Dùng tốc độ ấy làm đơn vị đo lường trong thiên văn Tình cầu này, các địa cầu chúng ta bao xa dùng tốc độ ánh sáng để đo được. Tốc độ ấy được dùng làm đơn vị, gọi là quang niên. Tức là tốc độ của ánh sáng trong một giây ánh sáng đi được 30 dạng kỳ số. Khoảng cách ánh sáng ấy đi trong một năm thì gọi là một quang niên. Những ngôi sao gần chúng ta nhất đại khái là đều phải là ba bốn quan niên. Những ngôi sao xa có đến mấy trăm quang niên. Đó là những ngôi sao chúng ta có thể dùng diện vọng kính thông thường để nhìn thấy trong hiện thời. Còn có những ngôi sao xa hơn. Cần phải dùng đến diễn vọng kính thiên văn. Quý vị có thể thấy càng nhiều hơn. Những ngôi sao ấy cách địa cầu chúng ta rất xa, ánh sáng của chúng rất mạnh, khoảng cách quá xa. Nhưng ý niệm của chúng ta vừa động, khắp pháp giới, hư không giới đều biết. Chẳng phải là tốc độ ánh sáng hay tốc độ điện từ có thể sánh bằng? Nó quá nhanh chóng. Hơn nữa tốc độ sanh diệt của những ý niệm ấy Lại còn vô cùng à, nhanh lẹ Trong kinh Bồ Tát Sử Thai Tất cả mong đi Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát Tâm hữu sở niệm Đó là nói về Phạm Phu, Phạm Phu trong Phạm Phu. lục đạo trong tâm họ dấy lên một niệm Đức Phật hỏi di lạc Bồ Tát Trong một niệm ấy có bao nhiêu tế niệm Đức Phật hỏi có mấy tế niệm Đức Phật hỏi có mấy niệm, có mấy, niệm? Hỏi, có mấy, niệm? Có mấy tướng, có mấy thức Quý vị thấy hỏi rất tuyệt Tướng là gì? Tướng chính là hiện tượng vật chất Thức là hiện tượng tinh thần Hỏi rất hay Tâm hữu sở niệm Là trong niệm ấy có mấy niệm Tức là mấy tế niệm Mấy tướng, mấy thức Bồ Tát Di Lạc trả lời Trong một cái khẩy ngón tay Có 32 ước trăm ngàn niệm 32 ức đơn vị, vị, vị là 100 ngàn 100 ngàn là 10 vạn à, Nhân với 32 ức Thành 320. 320 triệu Tức là một cái khẩy ngón tay có 320 triệu niệm 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 thành thành Đó là trả lời câu hỏi của Đức Thế Tôn về tướng hình là hình trạng là hiện tượng vật chất quý vị có thể thấy được niệm niệm thành hình hình đều có thức trả lời câu hỏi có mấy thức của đức phật thức là gì thọ tưởng hành thức bác nhã tâm kinh nói ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức sắc chính là hình thọ tưởng hành thức chính là thức Xanh khởi như thế nào? Chứ Giao động tức đồng. là một niệm Niệm ấy chẳng phải là tâm hữu sở niệm Tâm hữu sở niệm đã tích lũy bao nhiêu? Quý vị thấy đó Trong một cái khẩy ngón tay Có lẽ các nhà khoa học cũng có thể phát hiện Trong một tốc độ nhanh như thế Hiện tượng vật chất nảy sinh Nhưng vừa sinh ra bèn diệt Quá nhanh chóng nhanh hơn tia chớp Tia chớp chúng ta có thể thấy nhìn thấy Nhưng chúng ta chẳng thấy điều này Nó quá nhanh chóng Cứ à, vị thấy Nếu để à, cho chúng, chúng ta trông thấy Đại khái thời gian thảy ngón tay một cái Là thời gian tia chớp lóe tắt Đã là bao nhiêu tế niệm ba trăm mươi triệu các nhà lượng tử lực học nói điều ấy Chúng tôi nghe rồi rỡn da gà Quả thật đã bị họ phát hiện Họ nói vật chất là gì? Là ý niệm tích lũy Rất nhiều ý niệm tích lũy Nhưng họ chẳng nói là bao nhiêu vì Lạc Bồ Tát đã nói à, ra con số Trong khoảng thời gian à, dài bằng một cái khẩy ngón tay Có 320 ừ, triệu. triệu Nhiều ý niệm như thế tích lũy liên lấy tục, lấy tục, lấy tục lấy Sanh ra một hiện lấy tượng lấy Tức lấy là hiện lấy tượng vật chất, chất Quý vị thấy nhìn được nhìn thấy. Nếu là một, hai niệm Quý vị tuyệt đối chẳng nhìn thấy Tích lũy lên 320 triệu Quý vị mới thấy trong hiện tượng à, vật chất ấy Lại còn nhìn, có nhìn, đường, thọ tưởng hành thức Sắc thọ tưởng hành thức Dĩnh diễn chẳng tách rời Dĩnh diễn là hiệu, hiệu. một thể vì thế, à, tiến sĩ Giang, Giang Bộ, Bộ Thắng dùng nước làm thí nghiệm, phát hiện nước có thể thấy nghe, hiểu được ý nghĩ của con người. Đây là hiện tượng nước là hiện tượng vật chất nó có thấy nghe hay biết thọ tưởng hành thức thấy nghe hay biết vốn sẵn có trong tự tánh tức là có trong thường tịch quan thường tịch quan không có hiện tượng tinh thần mà cũng chẳng có hiện tượng vật chất nhưng nó có thể hiện ra vật chất mà cũng có thể hiện ra tinh thần khi kiến tánh huệ năng đại sư đã thư trình cùng ngũ tổ Câu nói thứ ba là Hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc Nghe nói câu ấy có nghĩa là Chẳng ngờ trong tự tánh hiện tượng gì cũng không có Nhưng nó trọn đủ chẳng thiếu thứ gì Nói cách khác Trong tự tánh có hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần Bất quá à, Nó chẳng hiển lộ hả? Gặp duyên hả? bèn hiển lộ Duyên là gì? Chuyển động à, chỉ chỉ vây Sự vây chấn hình. động ấy Tột bậc di tế Trong Đà Kinh Đà giáo Đại thừa Đức Phật bảo Hãy vừa động à. A Lại Gia bèn xuất hiện A Lại Gia từ à. đâu mà xuất hiện từ trong tự tánh biến hiện đó là vọng tâm khi chẳng động nó là chân tâm khi động nó là vọng tâm a à lại gia đã xuất hiện a à lại gia hiện y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới a à lại gia biến hiện Vì thế, dạng sự dạng nhật trong vũ trụ này do đâu mà có tâm hiện thức biến <laughs> Giáo Pháp Đại Thừa đã nêu rõ nguyên khởi của dạng sự, dạng vật, nhân sinh và vũ trụ. Bởi, <laughs> Bởi lẽ đó, chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát bèn ứng, hóa hiện đủ mọi thân hình, Các ngài ứng với tốc độ nhanh tột bậc, Chẳng có cách nào tưởng tượng được Bồ Tát năng ư nhất niệm chi khoảnh Phổ chi thập phương quốc độ Đây chính là ba thứ trọn khắp Được nói trong Hoàng Nguyên Quán Trong khoảng một niệm Trọn khắp Pháp giới Trong khoảng một niệm Xuất sanh vô tận Tới khắp mười phương quốc độ Xuất sanh vô tận Chư Phật Bồ Tát ở chỗ nào Thưa cùng quý vị Ở ngay nơi đây Vì sao Các ngài chẳng có khoảng cách Chẳng có không gian Chẳng có thời gian Ngay trong lúc này Ở ngay nơi đây nên chuyện nhanh như vậy Thượng Cúng Hạ Đồ Ngài đến làm gì? Trên là Cúng Chư Phật Đó là gì? Thân hành Ngài đến biểu diễn Đó là Thân Giáo Hạ độ là Ngôn Giáo Trước hết, nêu gương cho quý vị thấy Làm điều gì? Hiếu thuận cha mẹ Tôn sư trọng đạo Ngài đều làm cho quý vị thấy Chẳng cần nói năng Bình đẳng phổ chiếu Bình đẳng là nói Ngài chẳng khởi tâm đồng nghiệp Chẳng có phân biệt chấp trước Đó là bình đẳng Phổ chiếu Phổ là phổ biến Chẳng có giai cấp Phổ chiếu là chiếu trọn khắp pháp giới Đây chính là câu cuối trong ba thứ trọn khắp Được giảng trong Hoàng Nguyên Quán Tức là Hàm dung không hữu sau đó trong phật môn quý vị đã thấy và học hai câu tâm bao thái hư lượng châu xa giới là nói về ý nghĩa ấy bình đẳng phổ chiếu chính là tâm bao thái hư lượng châu xa giới pháp, pháp giới hư không giới và chính mình là một thể bình đẳng cũng có thể nói chiếu là chiếu, là chiếu cố chí huệ đức năng tướng hảo bình đẳng chiếu cố hết thảy chúng sanh trên là phật bồ tát trong mười pháp giới dưới đến địa ngục a tỳ toàn bộ đều chiếu cố chúng sanh có thể tiếp đó là duyên phận của chính họ kẻ nghiệp chứa sâu chẳng tiếp nhận được Người thì căng sân bèn tiếp hả? nhận à, Vì thế phải biết, biết Chư Phật Bồ Tát bình đẳng phổ, phổ chiếu Mỗi cá nhân là, chúng ta nhận để được để lợi, để lợi để ích để Tùy thuộc khả năng tiếp, thù tiếp thù nhận thù của thù chúng thù ta thù Bộ máy tiếp nhận của chúng ta có vấn đề Có lúc bộ máy tiếp nhận rất tốt Có khi bộ máy tiếp nhận bị hỏng hóc Do bị hỏng hóc nên chẳng nhận Đúng, được Do vậy chúng ta biết Đoạn ác tu thiện Tích tập thiện căn trọng yếu dường ấy Quý vị có công sức nơi đây Tin tức của hết thầy chư Phật Quý vị đều dễ dàng nhận được Giúp cho quý vị tăng trưởng trí huệ Và đức hạnh Vô, Diệt vô ưu Liệt thân sơ vật Ngã bị thử chi phân Nói theo cách hiện thời Pháp giới vốn là ái yêu thương Ái là cốt lõi của tâm Do vậy tôi học Phật Thỉnh giáo Thầy ý. Tôi thưa Cổ thành tiên hiện của Trung Quốc Như Nghêu Thuấn, Giang Dương, Võ Dương, Châu Công, Khổng, Mạnh Có thể là chư Phật Bồ Tát thị hiện tại Trung Quốc hay không? Người Trung Quốc có cảm Phật Bồ Tát đến thị hiện ứng đến Tôi nêu lên thì, câu hỏi tôi như tôi. vậy Thầy Lý trả lời Nói theo lý thì xuống Nhưng xét theo sự thì chưa có chứng cớ Câu đáp này cũng rất tuyệt Nói theo lý thì thông suốt Những vị à, Đại Thánh Đại, đại Hiền ấy ở Trung Quốc Rất nhiều câu nói của các vị Đại Thánh Đại Hiền tại quốc quốc Trung Quốc Có ý thương nghĩa thương thương để... tương thông với Kinh Phật Quý vị thấy Tổ tiên nói về Ngũ Luân Điều đầu tiên là phụ tử hữu thân Đó là thân ái Là cốt lõi của tánh đức Người Trung Quốc ở khắp thế giới Tôi đã gặp rất nhiều người ngoại quốc Thật sự có đức hạnh Có học vấn Họ nghiên cứu lịch sử và văn hóa Trung Quốc Đều bội phục nằm dốc sát đất Tôn kính bội phục Nhất là tiến sĩ Thang Ân Tỷ của Anh Quốc Hết sức tôn sùng văn hóa truyền thống của Trung Quốc Thậm chí còn nói Để giải quyết vấn đề xã hội trong thế kỷ 21 Chỉ có học thuyết không mạnh của Trung Quốc Và học thuyết Đại Thừa Phật Pháp Ông ta nói như vậy Đấy là một sử gia kim triết gia của nước Anh người trung quốc có trí huệ thông hiểu giáo dục có trí huệ trong giáo dục có phương pháp giáo dục có kinh nghiệm giáo dục có thành tích và hiệu quả trong giáo dục ông ta đã nói đúng chẳng sai cốt lõi trong nền giáo dục của trung quốc là gì chính là phụ tử hữu thân đó là thân ái mục đích giáo dục mục đích hợp nhất trong giáo dục là khiến cho tình thân ái như thế trong cả một đời chẳng bị biến chất thì giáo dục bèn thành công mục đích thứ hai là phát huy rộng rãi tình thân ái ấy lòng yêu thương cha mẹ và anh em của quý vị nếu mở rộng ra sẽ thành yêu thương gia tộc yêu thương trọng xóm láng giềng yêu xã hội yêu quốc gia yêu dân tộc đến cuối cùng bèn thể là người đều phải yêu thương mở rộng lòng yêu thương ấy Tổ tiên dạy bảo hậu vệ ngàn năm dạng đời Các đức mục quy nạp lại Chẳng ngoài 12 chữ Hiếu để trung Tính lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình Toàn bộ được bao gồm trong ấy Quý vị thấy cốt lõi của 12 chữ ấy là ái Mười hai chữ ấy, mỗi chữ đều lưu xuất từ tâm yêu thương Bản thể của chúng chính là ái Vì thế, giáo dục của Trung Quốc là giáo dục yêu thương Chúng ta phải hiểu điều này Quý vị yêu mến con người sẽ chẳng thể hại người Nói về à, quan hệ Nhò già có, Trung Quốc cũng à, có ý nghĩa ấy à, Nhưng dường như đạo già, già nó càng rõ ràng, minh bạch hơn Lão à, tử bảo lão Thiên địa dưỡng cả đồng căn Dạng vật dựng ngã nhất thương thể thương Chẳng phải là có cùng một ý nghĩa Với đúng những đúng điều được <laughs> nói trong Hoàng Nguyên Quán hay sao? Khắp Pháp giới, hư giới và ta có quan hệ gì? Một thể quan hệ vừa nói ấy chính là luân lý nhà phật giảng luân lý đến mức rốt ráo viên mãn cấp pháp giới hư không giới và chính mình là một thể do vậy đối với lòng yêu thương này phải yêu thương tất cả động vật phải yêu thương tất cả thực vật phải yêu thương núi sông đại địa phải yêu thương hư không pháp giới vì sao một thể mà quý vị thấy lòng yêu thương ấy to lớn lắm phạm vi chẳng biết lớn hơn quan niệm thể là người đều nên yêu thương bao nhiêu lần Khắp pháp giới hư không giới Kể cả các diệu không gian khác nhau Hoàn toàn là một thể với chúng ta Xác thực là Tâm yêu thương trọn khắp pháp giới Thiện ý đầy ấp nhân gian Xã hội này còn có vấn đề gì nữa? Xã hội, à, xã hội. an định Hài hòa Hạnh phúc mỹ mãn Chắc chắn là chúng ta sống trên tinh cầu này Giống như Tây Phương cực lạc thế giới Do Đức Phật đã giới thiệu tận thiện tận mỹ, chẳng có mãi may tai nạn nào. Tây phương cực lạc thế giới trong kinh này đã nói rõ ràng là do thanh tịnh bình đẳng giác biến hiện. Thế giới hiện thời phiền toái rất lớn. Những thứ gì biến hiện Tham sân si mạng nghi trộm dâm dối rượu chè thế đó là thế giới thế hiện thế. thời của chúng ta vì à, thế xã, xã hội động à. loạn tai họa gì cũng đều xuất hiện trên địa cầu chúng ta hãy lắng lòng suy xét toàn là tự làm tự chịu thật sự hiểu rõ ràng minh bạch rồi sẽ chẳng còn oán trời trách người hiểu gì tự làm tự chịu muốn thay đổi nhất định phải thay đổi từ tâm thái phải buông tâm thái bất thiện xuống. Thánh hiền xưa nay trong ngoài nước Chư Phật Cũng Bồ Tát dạy chúng ta Thập thiện nghiệp đạo chuyển ác thành thiện, chuyển mười ác thành mười thiện. Vấn đề bèn được hóa giải. Chuyển mê thành ngộ, chuyển phạm thành thánh. Quý vị bèn vượt thoát. Chuyển phạm thành thánh, vượt thoát mười pháp giới. Chuyển mê thành ngộ, vượt thoát lục đạo luân hồi. chuyển thành chuyện. Tất mấy cả tai nạn và vấn đề trên thế hoài. gian này đều được hóa giải. À, Thật sự tin tưởng, chớ nên có mãi may hoài nghi nào. À, hoài. hoài nghi là căn bản phiền <laughs> não. Căn, căn bản, bản, bản phiền não gồm sáu món Thán là tham, tham sân si mạng nghi, nghi. Cuối cùng là ác kiến Toàn là cách nhìn sai lầm Nhìn trật rồi Đối với nghi trong sáu căn bản phiền não ấy Trở nên hoài nghi thánh nhân Trở nên hoài nghi Phật Bồ Tát Vì sao? Các ngài là bậc minh tâm kiến tánh làm sao có sai lầm cho được Chúng ta chỉ có một tí thông minh mà thôi Chẳng có trí huệ Chúng ta dùng trí huệ kém cõi giặc giảnh của chính mình Để phê bình những bậc thánh nhân ấy Tội lỗi quá lớn Giống như gã trẻ tuổi vô tri Hoặc một đứa học trò bé mọn Phê bình khổng tử Tội lỗi nặng lắm Vì vậy, nghi trong căn bản phiền não Chẳng phải là nghi hoặc, nghi hoặc bình thường Nghi hoặc bình thường làm sao có thể xếp vào đây cho được Nghi hoặc giáo huấn của Thánh Hiền Nghi hoặc sự thành tựu trong tu hành Trần của Bậc Chú Thánh Nhân Vấn đề này nghiêm trọng lắm Bản thân quý vị nghi hoặc chẳng sao Bất quá quý vị bị mắc hại là đọa trong tam đồ mà thôi Nếu, Nếu ảnh hưởng đến đại thông, chúng trong xã hội Tội ấy rất sâu quý vị phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả ấy vì lẽ đó bồ tát nêu gương tốt nhất trong thế gian này quý vị thấy thượng cúng chính là dạy chúng ta phải biết tôn trọng thánh hiền và giáo huấn của thánh hiền Đừng nên khinh dễ tổ tông Trí huệ và đức hạnh của tổ tông Quả thật cao hơn chúng ta Tổ tông thấy những khoa học kỹ thuật của chúng ta trong hiện thời Là tài nghệ chặt chảnh chẳng ra gì Có đem lại lợi ích cho thế giới hay không? Chưa chắc Quý vị thấy trên thế giới hiện thời có lắm tai nạn dường ấy là do khoa học kỹ thuật đem lại chẳng biết toàn thể vũ trụ là một cơ hữu cơ may mắn do hiện thời các nhà lượng tử lực học đã phát hiện nếu chẳng phát hiện phật giáo vĩnh viễn bị người ta coi là mê tín Hiện nay ta đã biết cây cối, hoa cỏ là một thể hữu cơ nhớ, Chúng có thể thấy, nghe, hiểu được ý nghĩ con người vị tùy tiện chặt đốn chúng Chúng chẳng hận quý vị ư Quý vị yêu thương chúng Chúng bèn yêu thương quý vị Quý vị tùy tiện chạy xéo Chúng sẽ oán hận hoàn quý vị Oán hận bèn báo thù sinh ra những thứ đều có độc Quý vị ăn vào đều bị ngã bệnh Đó là chúng nó báo thù quý vị Núi, sông, đại diện cũng có linh tánh Chúng là hữu cơ Quý vị nói đến chuyện đào quặng thì đào cản một chút chẳng sao Quý vị được thụ dụng đôi chút nhưng nếu đào quá sâu mà chẳng thương lượng với nó, tôi tin là nó rất bực bội. Hãy bực bội lắc thân thể một cái Một trận động đất lớn bèn xảy ra Quý vị nghĩ tới chỗ này Tổ tông có trí huệ Khi tổ tông muốn khai thác núi sông Trước hết phải tế sơn thần Chẳng phải mê tín Trong nhà Phật Muốn chặt mấy cội cây để dựng một cái lều tranh nhỏ Đức Phật dạy chúng ta Ba ngày trước đó, quý vị xem trúng mấy cây nào thì phải tế lễ, cúng dường, tụng kinh, niệm chúng hồi hướng cho các thần cây ấy, mời họ dọn nhà. Ba ngày sau mới chặt những cây ấy. Đức Phật nói rất rõ ràng, chỉ cần cây cao quá đầu người sẽ có thần cây. Này, chúng ta biết là chuyện như thế nào? Phải lễ phép, tôn trọng nó, Chúng ta yêu thương Nó cũng yêu thương chúng ta Sẽ không sanh loạn Người hiện thời tin tưởng khoa học Hoàn toàn chẳng tin chuyện này Chúng tôi hy vọng Lượng tử lực học phát triển nhanh chóng Dăm ba năm nữa Sẽ phổ biến trên toàn thế giới Mọi người đều hiểu Đều biết nói Tất cả hiện tượng vật chất Thảy đều có tác dụng tinh thần Tức là đều có thọ tưởng hành thức Người học Phật chúng ta hiểu rõ Chúng tôi cũng đã làm thí nghiệm suốt 10 năm 10 năm ấy có thành tựu và hiệu quả chẳng thể nghĩ bàn Chúng tôi đến Úc đã 10 năm rồi Sang năm sẽ là kỷ niệm 10 năm Ở Úc chúng tôi có một vườn rau rất to trồng rất nhiều loại cây trồng đến hơn 30 loại cây ăn trái hàng năm đều thu hoạch dồi dào chúng tôi cung cung dường những loại rau, <laughs> rau hoa cỏ cây cối ấy rất dụng tâm chăm sóc lại còn cứ cách một khoảng ngăn, bèn đặt một máy niệm phật Cây cối trong cả vườn rau đều nghe Phật hiệu Chúng tôi chẳng dùng phân bón hóa học Chẳng dùng thuốc trừ sâu Dùng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu là có lỗi vì học vật Vì sao? Quý vị hại nó, đem chất độc hại nó Trong một thời gian dài, trong rau trái cũng có chất độc Nên quý vị ăn vào sẽ bị bệnh Chúng ta trở nên hại nó, nó cũng sẽ chẳng hại chúng ta so với các nông phu trồng rau lân cận vườn rau của chúng tôi tươi tốt hơn họ có thể đến chỗ chúng tôi thăm chi? hỏi chúng tôi trồng như thế nào vì sao có thể trồng trọt tươi tốt như thế chúng tôi bảo chẳng dùng thuốc trừ sâu chẳng dùng phân bón hóa học mà dùng máy niệm phật để niệm a di đà phật cúng dường chúng nó chúng tôi không có thuốc sát trùng thì trong vườn rau có những loài tiểu trùng hay không có Chúng tôi dành ra một khu nhỏ cho loài tiểu trùng Chúng tôi cũng hết sức dụng tâm chiếu cố khu ấy Trồng những rau trái để chuyên cúng dường loài tiểu trùng Chúng nó đều đến ăn trong khoảnh giường ấy Khoảnh vườn sát bên cạnh không dành cho chúng ăn Chúng chẳng mò đến Vì thế đối xử với tiểu trùng dễ hơn con người Chúng biết nghe lời, rất giữ chữ tính Chú trọng chữ tính hình Coi hình trọng sự hòa thuận Đối với các loài chim nhỏ cũng giống như thế. Nhỏ, như thế Quý vị thấy chúng tôi, tôi, tôi chẳng cần phải bọc những cây ăn trái nhỏ. lại Chẳng cần Đối với à, những loài chim nhỏ, nhỏ cũng yếu. có giao ước Chúng, chúng tôi, tôi dành yếu. ra cho chúng à, mấy cây, mấy mấy cây. Mấy Đối với mỗi loài bèn để, để ra một hai cây cho loài chim nhỏ các người đến ăn thì đến chỗ dành khi mà ăn Cây nào chẳng chỉ định dành cho chúng nó ăn Chúng nó rất tuân thủ ước định Chẳng đến ăn sai chỗ Vì thế mỗi năm Chúng tôi thu hoạch dồi dào Mà những loài trùng nhỏ Chim nhỏ ấy cũng rất vui sướng Chúng ta cùng nhau sinh tồn Tăng trưởng Đối xử hòa thuận Chúng tôi bảo vệ chúng Chúng cũng rất tôn trọng chúng tôi Quý vị nói xem Có tốt đẹp lắm hay không Chớ nên tổn thương chúng Đặc biệt là chẳng dùng phân bón hóa học Chẳng dùng thuốc trừ sâu Chúng ta tôn kính đại địa Đại địa sẽ gia hộ chúng ta Khi chúng ta dùng thuốc trừ sâu Và phân bón hóa học Sẽ khiến đất bị nhiễm độc những thứ trồng trọt năm nay khá lắm Nhưng sau 2-3 năm sẽ chẳng trồng được nữa Vì sao? Trong đất có chất độc Chẳng thể trồng được nữa đó là ai đã tạo nghiệp phải thừa nhận tự làm tự chịu do hiện thời con người rất tệ bất hiếu với cha mẹ bất kính sư trưởng chẳng tin tưởng thánh hiền không tôn trọng không chỉ là chẳng tôn trọng con người mà còn chẳng tôn trọng động vật Mặc tình sát hại, chẳng tôn trọng hoa cỏ cây cối, chẳng tôn trọng núi sông đại địa, nên xuất, xuất đoàn hiện đoàn số loạn nhiều ngần ấy. Hãy thử đó. trên thế giới này, ừ, có thật sự tìm được tám ngàn vị bồ tát, bồ tát sống đến cứu địa cầu này? Nếu chẳng tìm được, tai nạn trên địa cầu này sẽ thật sự xuất hiện. Nếu à, thật sự có thể tìm được đúng, đúng số người Như các nhà khoa, giác giác khoa học đã nói Từ 8.000 người trở lên Thử thí nghiệm à, Chúng à, ta đến à, cầu à, nguyện à, Thật sự à, à, sửa lỗi đổi, đổi à, mới Đoạn ác tu thiện à, Hồi hướng công hướng đức ấy cho địa cầu Hồi hướng cho hết à, thầy chúng sanh có lẽ sẽ cứu được Quan điểm ấy là quan điểm của Phật Bồ Tát Đó là chánh xác, chánh niệm Là bình đẳng phổ thiếu Chẳng có hơn kém thân sơ Chẳng phân chia ta đây kia Thật sự thấy khắp Pháp giới hư không giới Và chính mình là một thể Đó là thật sự học Phật Người thật sự học Phật Chuyển đầu tiên là trừ khử tham sân si Phở Thích Ca Môn Ni Phật tại thế Suốt đời vì chúng ta thị hiện Quý vị thấy ngày sống đơn giản lắm Giữa trưa ăn một bữa Nghỉ cái cội cây Ba y một bát sung sướng vô cùng Quý vị cần gì phải mong mỏi Có lắm tiền của dường ấy đúng là hồ đồ của cải có phải là của quý vị hay không trong các buổi giảng chúng tôi cũng nói quá nhiều lần bao nhiêu tiền quý vị bỏ trong túi trên thân bèn là của quý vị tiền chẳng ở trên người bèn chẳng phải là của quý vị Quý vị có biết hay chăng Quần áo ta mặc trên người là của ta Khi chẳng mặc trên người Bèn chẳng phải là của ta Quý vị ở trong căn nhà này Cái nhà này là của quý vị Rời khỏi căn nhà ấy Căn nhà chẳng còn thuộc về quý vị nữa Nếu quý vị thường có thể quán như thế Quý vị đã biết đủ thường vui rồi Dẫu nhiều đến mấy Chẳng phải là của quý vị Tiền bỏ trong ngân hàng Chẳng dùng được Thì chẳng phải là của quý vị Ngân hàng có thể bị đóng cửa Hiện thời Đang bị khủng hoảng tài chính Các ngân hàng ngoại quốc Bị đóng cửa rất nhiều Thứ gì là thật Tích lũy công đức là thật Công đức là của chính mình Quý vị có thể hiếu thuận cha mẹ Tôn trọng trưởng bối Yêu thương Che chở hết thảy chúng sanh Công đức ấy sẽ mang theo được Nó thật sự là của quý vị Trong ngoài thân toàn là giả Chẳng thể mang theo thứ gì Trong Phật Pháp thường nói Người thông minh Người có trí tuệ Phải làm chuyện có thể mang theo được Ngàn muôn lần trở nên làm chuyện chẳng mang theo được Tiếp theo đó, nên, hội sư điện, điện quan hữu tứ nghĩa Thứ nhất Đã, là tốc tật nghĩa nghĩ Nó quá tháng nhanh tháng Chúng tôi tháng vừa tháng trình bày cùng tháng quý, tháng quý vị vị Lạc Bồ Tát bảo tháng chúng tháng ta tháng Trong một cái khẩy ngón tay Có 320 triệu tháng lần tháng sanh diệt Tốc độ này tháng quá tháng nhanh tháng Thứ hai là phá ám nghĩa Tức là soi tan tâm tối Mở rộng thành ý nghĩa Trí huệ phá mê Lũ phạm nhân chúng ta mê hoặc điên đảo Cội gốc mê hoặc ở chỗ nào Chớ nên không biết điều này Căn cội của mê hoặc là tham Quý vị thấy Phật Pháp xếp tham vào vị trí đầu tiên trong tam độc Vì sao quý vị bị mê? Chính là vì quý vị có tâm tham Tham tâm càng nặng, mê càng sâu Nên tạo nghiệp cũng nặng nề Thứ hai là sân khỏe Tham mà không đạt được bèn nổi giận Chứ tham mà đạt được sẽ chẳng nổi nóng Vì thế căn bản là một chữ tham Tất cả các thể ác nghiệp, hành chi bất thiện đều do chữ tham này dẫn khởi Tất cả hết thể hành thiện đều do ái dẫn khởi Sự thân ái trong phụ tử hữu thân Là căn cội của hết thảy thiện pháp Đó là thiện căn Tham là căn cội của tất cả hết thảy ác pháp Và bất thiện nghiệp Chúng ta tu hành trước hết phải phá trừ căn cội này Phải nhổ căn cội ấy Trước hết quý vị phải biết tri túc Tri túc thường là Con người đạt đến mức vô cầu Phẩm hạnh tự cao Quý vị có ức dạng tài vật Mà vẫn mong tưởng Tham lam Sẽ chẳng có nhân phẩm Quý vị vẫn chưa biết đủ Chẳng phải là Đức Thế Tôn Vì chúng ta thể hiện tri túc ư Bổ sư Bồ Tát muốn đến hiện Như thành Phật trong thế gian này. Trước đó, Ngài trụ tại đâu? Ở trong đầu xuất thiên? Đầu, đầu xuất nghĩa là gì? Chính là trí túc. Quý vị thấy ý nghĩa đầu biểu thị thế. Pháp trước hết phải đầu dừng chân trong đầu xuất thiên. Đầu xuất thiên thọ mạng bốn ngàn năm. Đầu Chú Trân nơi đó rồi mới xuống nhân gian thị hiện thành Phật vẫn là đến thị hiện tri túc. Chúng ta phải chú tâm thấu hiểu Dụng ý này rất sâu Chính mình dư giả Thì phải ban cho người thiếu thốn Phải giúp đỡ họ bố thí chẳng bị thiệt thòi càng thí càng nhiều thí tài được của cải thí phá được thông minh trí huệ thí vô nguyên được khỏe mạnh sống lâu Của cải, thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu Là những điều quý vị thường mơ tưởng, mong cầu Vì sao chẳng tu ba cái nhân ấy Tu ba cái nhân ấy sẽ đắc chánh tài Tức là những của cải quý vị ắt có Nếu không phải là tu nhân Thì của cải đạt được Sẽ chẳng phải là của quý vị phải biết điều này nhất là dùng thủ đoạn chẳng chánh đáng để mong đạt được của cải đó là tạo tội nghiệp tạo tội nghiệp thì có thể đạt được hay không chẳng đạt được nếu thật sự có thể đạt được thì tạo tội nghiệp cũng có thể được thật sự phát tài mà chẳng đạt được vì thế dùng thủ đoạn chẳng chánh đáng mà đoạt được của cải thì vẫn là do trong mạng quý vị vốn có quý vị nói xem có oan uổng hay không khi chẳng được đến thủ đoạn ấy này, của cải vẫn đúng. đưa đến có thể là đưa đến càng nhiều hơn vì sao đúng mực bình thường dùng thủ đoạn bất bình thường để đạt được thì đã bị chiết giảm khấu hao rồi trong mạng quý vị có một trăm ức Quý vị dùng thủ đoạn bất chính đáng để đoạt lấy thì chỉ có được 50 tức, bèn đã cảm thấy tuyệt diệu lắm rồi. Thật ra, quý vị đã bị thiếu mất một nửa, nhưng quý vị chẳng biết. Phật菩萨 Phật Bồ Tát có thể thỏa mãn dục vọng của hết thảy chúng sanh, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Quý vị mong cầu phát tài, Phật Bồ Tát cũng chỉ dạy giúp đỡ quý vị. Bởi lẽ có đại đạo để sanh sôi tiền của Bồ Tát dạy quý vị điều gì? Dạy quý vị tu tài bố thí. Vì sao trong mạng quý vị có tiền của? Trong đời quá khứ, ưa thích tu tài bố thí. Trong đời này, trong mạng quý vị có cái kho tiền tài. Bất luận theo nghề nghiệp nào, quý vị cũng kiếm tiền được, vì trong mạng vốn có. Trong mạng không có, bất luận kinh doanh thứ gì cũng đều bị cuộc vốn, chẳng kiếm được tiền. chúng ta phải hiểu rõ ràng rành rẽ đạo lý này vì thế điện quan có ý nghĩa phá mê soi tàn tối tâm có ý nghĩa phá mê khai ngộ thứ ba là bất trụ bất trụ là chẳng ngừng chẳng trụ giống như tia chớp vừa lóe sáng bèn chẳng còn nữa <laughs> ý niệm còn nhanh hơn tiền chất. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng vật chất chẳng thật. Đúng là giống như tiền chất, tốc độ của nó quá nhanh chóng. Vì thế, chúng ta thấy hiện tượng ý chất. là do rất nhiều ý niệm tích lũy mới thấy được. Vì là Bồ Tát đã cho chúng ta biết con số 320 triệu ý niệm tích lũy lại mới giống như tia chớp chớp chẳng nhanh bằng một cái khẩy ngón tay Bởi lẽ chớp ít nhất lâu một giây hoặc nửa giây Trong một giây ấy Người khẩy ta nhanh Tôi có thể khẩy bốn lần Trong một giây Tôi tin là có người còn khẩy nhanh hơn tôi Nếu nói là có thể khẩy đến năm lần Tức là một giây có thể khảy năm lần Một lần là 320 triệu Nên nhân với năm thành 1.600 triệu Quý vị thấy trong một giây sanh diệt 1.600 triệu lần Tốc độ nhắc ngờ ấy Nhiều niệm như thế tích lũy lại, lại trong một giây, lại, giây bèn có thể thấy Nay chúng ta đã thấy hiện tượng vật chất này Quý vị biết đó là bao nhiêu ý niệm Quyết định chẳng phải gì có vậy Một ngàn sáu trăm triệu ý niệm Tích bị liên tục Sẽ hiện ra giống như chi Vậy thì những hiện tượng vật chất mà chúng ta thấy được sẽ là bao nhiêu ý niệm tích kỹ Hiện thời, điều này đã được các nhà lượng tử học chứng minh. Kinh Phật dạy chẳng sai. Vì nó, các hiện tượng vật chất, niệm niệm chẳng trụ. Do chân tướng sự thật này, Đức Phật mới bảo, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng đức phật mới nói những lời ấy tổng kết sáu trăm quyển kinh đại bát nhã tôi tổng kết thành mười hai chữ Nhất thiết Pháp vô sở hữu, tất canh không, bất khả đắc. Đây là nói với quý vị chân tướng Do bất khả đắc nên quý vị phải buông xuống Buông xuống thì quý vị minh tâm kiến tánh Mới giống như Phật Bồ Tát nếu thật sự có thể đạt được mà Phật Bồ Tát khuyên chúng ta buông xuống thì chẳng hợp lý. Phật Bồ Tát thấy chân tướng sự thật, xác thực là bất khả đắc. Ngay cả thân thể này cũng là chẳng thể được Một hơi thở ra chẳng hít vào được nữa Bèn là đời sau Há lẽ nào thân thể này là của chính mình Hơi thở chưa dứt Thân thể này là của quý vị Hơi thở vừa bật Thân thể chẳng còn là của quý vị nữa Do vậy nhà Phật nói Sanh mạng trong hơi thở Sau đó chúng ta mới biết đời, đời đời kiếp kiếp chúng ta đã sống tại đâu Sống trong cảnh giới huyện tướng Hoàn toàn chẳng phải là thực tại Chân tướng là gì? Chân tướng là không Dạng pháp đều là không Chân tướng là như vậy đó Đừng hiểu chữ không này là vô Trong cái không ấy có huyện tướng sinh diệt trong từng sát na Vì nó niệm niệm bất khả đắc Nên gọi là không Thứ tư là vô phân biệt nghĩa Bồ Tát nhất niệm nhất thời Phổ trí thập phương thế giới Thượng cúng dường Chư phần Hạ lợi ích chúng sanh Vô hữu xuất nhập tiền hậu tư Như điện tốc tật Bồ Tát năng chiếu chư Phật hồi Năng phá chúng sanh ám Như điện phá ám Bồ Tát, Bồ -tát năng hóa vô lượng thân ứng hiện di trần sát Vô hữu trụ xứ Vô hữu trầm, vô trầm vô tích Như điện không vô trung Vô sở tùng lai Khứ vô định tích Bồ Tát, Bồ -tát bình, bình đẳng vô hữu tiên thử hầu bị đẳng phân biệt tâm như điền quan tổ vật vô bị thử tiên hầu phân biệt đoạn giải thích này hay quá sách Hội sớ đã giải thích rõ bốn ý nghĩa của ánh chớp bồ tát nhất niệm nhất thời bốn chữ này chẳng dễ hiểu bốn chữ này là lời thật niệm chỉ có một niệm thời chỉ có một thời nhất niệm nhất thời chính là như bồ tát di lạc đã nói nhất niệm nhất thời do vậy trong kinh phật vừa mở đầu nhất định sẽ là như thị ngã văn nhất thời ngài chẳng nói năm tháng ngày vì năm tháng ngày là giả chẳng thật Nói nhất thời là <laughs> thật Nhất thời là khi niệm khởi niệm gì, Vô cùng ngắn ngủi tạm bợ Nhất niệm nhất thời Mà tới khắp mười phương thế giới Chính là trọn khắp pháp giới Như Hoàng Nguyên Quang đã nói Nhất niệm nhất thời trọn khắp pháp giới Để là mười phương thế giới chúng sanh có cảm. Chư Phật, Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát đều có ứng Các Ngài ứng hóa trong thế gian này Giúp hết thảy chúng sanh giác ngộ có ý nghĩa như thế Chúng sanh đang mê Mười pháp giới đều là mê Chỉ có mê nhẹ hay nặng khác nhau Đối với người trong mười pháp giới Thì bốn thánh pháp giới mê nhẹ Lục đạo mê nặng nề Có thể nói mười pháp giới Chính là do mê ngộ nặng hay nhẹ khác nhau mà hình thành Hệ mê nhẹ nhất thì là Phật Pháp giới trong mười phương Pháp giới Mê nặng nhất là địa ngục A Tỳ Là địa ngục A Tỳ trong các địa ngục Mê hay ngộ khác nhau mà thôi Trừ điều này ra, chẳng có gì khác nhau mê hay ngộ bất đồng Phật muốn giúp cho hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui Giúp như thế nào? Giúp quý vị phá mê khai ngộ Bồ Tát biết tất cả hết thảy khổ nạn của quý vị Do vị mê nên mới tạo thành Tất cả hết thầy sự vui của quý vị do giác ngộ tạo thành. Chỉ cần quý vị từ mê hoặc mà giác ngộ, vấn đề đã được giải quyết. Chư Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì để giúp đỡ hết thảy chúng sanh? Dùng giáo học. Thích ca môn Phật đeo gương cho chúng ta thấy. Từ ngày thể hiện khai ngộ, Ngài 30 tuổi khai ngộ Khai ngộ rồi bèn dạy học Giúp đỡ đầu tiên là những người theo Ngài Khi Ngài đi thăm học Cha Ngài rất yêu thương Sai mấy người theo Ngài Tổng cộng là 5 người ba người Sáng bên nội. là người hai người kia là họ Sẽ hàng bên mẹ chính, à, năm quốc. người ấy đi cùng ngài Phải chăm sóc ngài à, năm vị ấy tu hành đồng tại đồng lộc Giả uyển ngài khai ngộ bẹt độ năm vị ấy đầu tiên đồ. giúp họ à, bao phá mê khai ngộ à, rất khó à. có à, ngài kiều trần như nghe đức phật thuyết pháp, pháp, pháp giác ngộ đầu tiên chứng quả a -la, a la hán cũng có thể nói trần là ngài thật sự buông hết thảy chấp trước đối với thế gian và suốt thế gian xuống chẳng còn chấp trước nữa chấp trước buông xuống bèn chứng quả a la hán thành chánh giác Đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác Ngài bèn thành chánh giác Đó là thị hiện cho chúng ta thấy Ân huệ ấy quá lớn Nặng hơn ân cha mẹ Cha mẹ sinh ra thân thể này của chúng ta Chẳng có cách nào dạy chúng ta vượt thoát lục đạo luân hồi Phật Bồ, Bồ Tát, Tát có thể bán giúp bán chúng ta vượt thoát lục đạo vĩnh viễn chẳng còn luân hồi nữa nguyên chỉ cần quý vị có phong thể buông chấp trước xuống chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian chất và xuất thế gian thật sự chất tùy duyên thứ gì cũng tốt trong cuộc sống hàng ngày là... ăn thứ gì cũng ngon, ngon. Chẳng có chấp trước Mặc thứ gì cũng đều được Chẳng cần phải khen chọn Tùy duyên sống qua ngày Dĩ nhiên giữ gìn cái tâm thanh tịnh của chính mình Buồn chấp trước xuống tâm bèn thanh tịnh Chẳng còn bị Pháp Thế gian nhuống bẩn tự tư tự lợi tiến tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần tham sân si mạng đều là nhiễm ô những thứ ấy chẳng còn những bẩn quý vị tâm đã thanh tịnh rồi thượng công chư phật là nêu gương cho chúng sanh trước khi dạy đại chúng tu hiếu sinh học từ chỗ nào hiếu thuận cha mẹ tôn sư trọng đạo dạy từ chỗ này đây là đại căn đại bản của giáo dục thế gian và xuất thế gian người Dẫu làm nhiều chuyện tốt đến mấy Có cống hiến to lớn đối với xã hội Nhưng nếu bất hiếu cha mẹ Chẳng kính trọng thầy Sự tốt lành của kẻ ấy Chẳng có cội rễ Bất luận làm thiện sự to tác đến mấy Chẳng có cội rễ Thì chẳng phải là chân thiện Kẻ ấy giáo học Dạy người khác bất hiếu cha mẹ Bất kính sư trưởng trong tương lai họ sẽ giống như kẻ ấy Dẫu học tốt đẹp cách mấy thể gặp danh cao lợi dày Tâm liền biến đổi Vì sao biến đổi? Vì chẳng có căn cội Nếu kẻ ấy có căn cội Sẽ chỉnh diễn, diễn chẳng biến Vì sao? Kẻ ấy biết nghĩ tới cha mẹ Biết nghĩ đến thầy Nếu đổi dạ à, làm chuyện xấu Lẽ nào chẳng có lỗi với cha mẹ Lẽ nào chẳng có lỗi với thầy Nghĩ tới điều đó Dục vọng sẽ bị giảm thấp Từ mê hoặc bèn giác ngộ Do vậy Đức Phật dạy chúng sanh Đầu tiên là tu cúng Phật đó là dạy tu hiếu sinh Tiếp đó là lợi ích chúng sanh Thân, ngữ, ý nghiệp Tức tam nghiệp của Phật Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ, tạo tác Tuyệt đối nghĩ đến lợi ích chúng sanh Nghĩ cách lợi ích chúng sanh Nói lời lợi ích chúng sanh Làm chuyện nhằm lợi ích chúng sanh Chuyện chẳng có lợi ích cho chúng sanh Tuyệt đối chẳng làm mà cũng tuyệt đối chẳng nghĩ tới Cả một đời dạy học Độ chúng sanh Đã được nói tròn trong ấy Đây là biểu hiện nơi mặt sự theo đó nói về lý dù có những sự tướng ấy vẫn chẳng có tướng ra vào trước sau tâm bồ tát bình đẳng tức là nói ngài chẳng có phân biệt chẳng có chấp trước tâm ngài vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng tốc độ lại vô cùng nhanh chóng lẽ là như chớp đó là nói về sự cảm ứng chỉ cần chúng sanh có cảm bồ tát lập tức có ứng trong Phật pháp cũng có một câu nói chúng ta phải hiểu rõ tức là Phật độ kẻ hữu duyên kẻ chẳng có duyên với Phật. Phật có ứng hay không Phật có ứng tuy có ứng kẻ vô duyên chẳng thể nhận biết chẳng đạt được lợi ích đây chính là như trước kia chương gia đại sư đã nói Kẻ ấy nghiệp chướng quá nặng Chẳng phải là không có cảm ứng Mà do nghiệp chướng quá nặng Chướng ngại kẻ ấy Khiến kẻ ấy chẳng nhận được sự cảm ứng của Phật, Bồ Tát Kẻ nghiệp chướng sâu nặng rất phiền phức cầu Phật Bồ Tát Nhưng chẳng nhận được sự cảm ứng của Phật Bồ Tát Nhưng ma thấy được Khi ma trông thấy bèn ứng Phù hợp cao Mà đến ứng để làm gì Giúp đỡ kẻ ấy làm chuyện xấu Vì thế Có kẻ làm chuyện xấu nhưng dường như duyên của kẻ ấy rất thù thắng Đó là gì? Yêu mà quỷ quái dở trò Thiện có thiện cảm ứng Ác có ác cảm ứng Có thiện tâm Nơi ác thì Phật Bồ Tát chẳng giúp được Nhưng yêu ma quỷ quái được dịp thuận tiện Chúng ta chớ nên không biết điều này Do Bồ Tát có thể chiếu pháp hội của chư Phật Đó chính là phổ trí thập sư phương Năng phá chúng sanh ám Nói chung Bồ Tát chẳng rời thân hành ngôn giáo Học vi nhân sư hành vi thế phạm để đẹp đại đồng, đồng, cho đại chúng trong xã hội. Để là Phật Đạo chân đồng, chánh. À, điện như điện phá ám Nghĩa là đồng, giống đồng, như ánh chớp soi tan tối tâm Tối tâm là mê Phật quang chiếu gội Thân hành và ngôn giáo của Phật là quang Đó là Phật quang Nếu quý vị có thể thấu hiểu Minh bạch, giác ngộ Tự nhiên chẳng còn mê hoặc nữa Mê đã phá Ác chẳng còn nữa cái nhân ác chẳng còn Quả báo ác cũng không còn Bồ Tát có thể hóa vô lượng thân ứng hiện Trong các cõi nước nhiều như viên trần Đó là nói thần thông và đạo lực của Ngài Chẳng thể nghĩ bạn trong di trần có thế giới đối với chuyện này lượng tưởng lực học chỉ thấy di trần vẫn chưa phát hiện trong di trần có thế giới đức phật nói trong di trần có thế giới ai có thể tiến nhập thế giới trong di trần kinh nói rất rõ ràng Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị thấy phẩm này là Đức Tuân Phổ Hiền. Thần thông của Phổ Hiền Bồ Tát có thể vào trong thế giới chư phật bên trong một di trần, vô hữu trụ xứ.这一句话。 câu này hàm nghĩa vô cùng sâu Đối với những chúng sanh mê hoặc, điên đảo trong thế gian hiện thời, chúng ta hiểu điều này rất dễ dàng. Trước hết là phải kiếm một chỗ để ở, tức trụ xứ Mong mọi trụ xứ càng to càng hay Tốt nhất là sống trong hoàng cung Quý vị phải biết chư Phật Bồ Tát chẳng có trụ xứ Đấy mới là thông minh Vô trụ xứ là gì? Chẳng có gánh nặng Quý vị biết quý vị có một trụ xứ Quý vị ở trong cái nhà càng to Khổ sở càng nhiều Năm xưa tôi ở Mỹ Đi khắp nơi giảng kinh Thường ở trong nhà các đồng học Nhà cửa rất to Người lại rất ít Hai vợ chồng cùng một hai đứa con Chẳng có người làm Tiền công trả cho người làm đắt quá Chẳng thuê nổi người làm Ngày chủ nhật kiếm người làm tạm thời Tại Mỹ bèn kiếm một người làm tạm thời Trả tiền công theo giờ Mỗi giờ phải tốn bao nhiêu tiền Để họ đến làm giúp cho quý vị mấy giờ Đáng thương lắm Vì vậy thuở ấy tôi giảng kinh ở đó tôi hỏi họ Rốt cuộc là quý vị làm chủ cái nhà hay cái nhà làm chủ quý vị Bao nhiêu người đã biết hành đô lệ của nhà cửa Mỗi ngày phải chăm sóc dọn dẹp nó Thời gian đều bị làm phí vào đó Người Trung Quốc chẳng phải vậy Người Trung Quốc không làm chuyện ngu ngốc ấy Cổ nhân Trung Quốc thích sống ở đâu? Ở trong lều tranh Lều tranh đơn giản Đông âm, hạ mát Thuở nhỏ, tôi rời khỏi quê nhà khi gần 10 tuổi. Nói cách khác, trước khi lên 10, tôi, 10 tôi 10 sống trong lều tranh. Lều tranh do à, chứng mình dựng, chẳng cần phải tìm kiếm thứ gì. Mấy người trong làng quê người là đã cất được. Thủ Tường thủ đất dùng hai tấm vách dựng, lèn đầy, đầy đất thủ. vào giữa. Tường à, đất sức dày, đông ấm, hạ mát. Phía trên là cỏ tranh, rất đơn giản, rất thoải mái. Nhà nhỏ thôi Trong nhà có thêm người Thì dựng thêm một gian bên cạnh Bớt rất nhiều việc Khoa học kỹ thuật đem lại nhiều phiền phức Rừng ra mở sở cho con người Thân tâm bất an Quý vị thấy sống trong lều tranh thoải mái lắm Ngủ sức ấm cúng Nhà lớn ngủ chẳng thoải mái Mỗi ngày phải bận tâm Giọng niệm rất nhiều tâm chẳng định được thức ăn càng đơn giản càng, hay càng khỏe mạnh mỗi ngày ăn lắm món như thế ăn đến nỗi khắp tân toàn bệnh nhất là đồ ăn hiện thời rất đáng sợ tôi thấy một đồng học tịnh tông ở vùng đông bắc là cư sĩ Lưu Tố Dân đã kể với chúng tôi bà ta mời bạn ăn cơm bạn thân mời về nhà ăn cơm chỉ có một món ăn người bạn ấy bảo một món này có đủ ăn hay không bà ta đáp chẳng đủ thì xào thêm một chút nữa vẫn là món này hả đúng vậy một món thôi bà ta nói rất rõ ràng Hôm đó bà ta đại khách Một món là gì? Giá Đâu xào đậu hủ sợi Đúng một, Đúng một món Thật sự bớt gì Tôi ở Úc, ở, Châu, ở Úc Châu Có một hôm hiệu trưởng đại trường đại học, đại học mời tôi dùng cơm đó là à, hiệu trưởng trường thương cách, thương. cách lý phỉ tư Rất à, khó có là ông ta thương. mời tôi đến nhà dùng cơm à, Hai vợ chồng đích thân xuống bếp làm cơm Chúng tôi là hai người khách Hai vị chủ nhân Ăn bao nhiêu món Ăn hai món Quý vị nói, nói xem Đơn giản à, Ăn rất thoải mái Ông hiệu trưởng đích cho đánh nấu đánh một món Vợ ông ta nấu thử. một món Thành hai món Đó là sống qua ngày Trong cuộc sống phải đại tự tại thì mới tốt, mới thoải mái Do vậy, chẳng có trụ xứ Vô cùng trầm tích Này chúng ta gọi trầm tích là điểm dự báo Cảm ứng không có điểm dự báo Vì sao không có trụ xứ? Khắp Pháp không giới chính là trụ xứ của Ngài Ngài chẳng trụ một chỗ nào Mà là trụ khắp pháp giới Hư không giới Nơi nào có cảm bèn ứng nơi đó Quý vị thấy Ngài tự tại lắm Ngài có trụ xứ Sẽ chẳng đại tự tại như thế Không có điểm báo Là ý nói đến rất nhanh Vì thế Tiếp đó là nói tỉ dụ Như chết xẹt giữa không trung Chẳng từ đâu đến Mà cũng chẳng đi về đâu Hôm nay đã hết thời gian Chúng ta học tới đây Ngày mai Dẫn giảng kể từ câu này Con nay quy y Đức Phật A Di Đà Vô lượng thọ Vô lượng quang như lai Nguyện cho hết thảy chúng sanh Nghe được danh hiệu của Ngài Đều có được tính tâm kiên cố Nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành vật đạo